Đã kết thúc. Đảm được chỉ là pha lập công danh dự của Sanogo Musa ở phút thứ 72. Còn BKM Bình Dương tiếp tục có thêm hai bàn thắng do công của Công Vinh và Trọng Hoàng. Thua đậm 1-4, Hoàng Anh Gia Lai ngày càng chìm sâu trên bảng xếp hạng V-League 2015. Trong khi BKM Bình Dương chính thức trở thành nhà vô địch lượt đi V-League 2015. Kết quả toàn bọn đánh ra đúng không? QLK Quảng Nam 4-1 Sanha Khánh Hòa. Đấy, chỗ này đèn đỏ dễ phải, nó đứng em quái gì. Thì đi ở đây sắp đây. Không, chỗ này này, đèn đỏ dễ phải, thảo nó không đứng đây là đúng rồi. Đây này, đèn đỏ đứng dễ phải mà. Đơ, chỗ này làm gì đứng dễ phải? Được. Đơ, có biển. Có biển lắm. Không nhớ làm gì có nhỉ? Qua nào mà. Các bạn thấy chưa ạ? Chúng đi thế này đi qua này. Mình coi mà cứ đi mà mầm ấy, không biết. Đến phút thứ 58, tình huống cố định, Du Hương mới gỡ hòa thành công cho U14 Việt Nam. Phút vấn sau bàn thắng các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Đấy, mình đâm được bóng phát này là mình hoàn ra. Phút thứ 68, từ đường truyền của Du Hương, số 16 là Ngân Thị Vạn Sự đã tung ra một dứt điểm chính xác, ấn định tỷ số 2-1 nghiêng về chủ nghĩa U14 Việt Nam. Ở trận đấu trước đó, U14 nữ Myanmar đã dễ dàng vượt qua U14 nữ Malaysia với tỷ số đậm 6-2 để về 3 chung cuộc. Ngày 28 tháng 6 tại giải quỷ tạ vô địch Đông Nam Á 2015 diễn ra ở Thái Lan, lực sĩ Lê Thị Thắng của Việt Nam đã đạt huy chương vàng ở hạng cân 69kg của nữ. Thi đấu với các lực sĩ mạnh của Indonesia, Malaysia và Myanmar, nữ lực sĩ Việt Nam đã đạt mức 90kg ở nội dung cử giật. Bước vào nội dung cử đẩy, Lê Thị Thắm đạt mức 122kg ở lần cử đẩy thứ hai và đạt mức tổng cử 212kg để đạt huy chương vàng. Tuy nhiên, chị đã tiếp tục nâng mức đẩy